Ok nha, hãy xin chào bạn sở là bạn xin chào mình là Chu Minh ha. Thì hôm nay chúng ta đã đến với tập 6 của tập 5 đấy, tập 5 hay tập 6 tập cũng quên mất tiêu rồi, nhưng mà đến với tập tìm ra siêu nhân vàng rồi. Hay siêu nhân vàng nhìn không khác gì siêu nhân hồng, nhưng chỉ khác có bộ đồ thôi, chỉ khác có màu thôi, chứ khác gì hết. Ngoài ra siêu nhân vàng chúng ta sẽ được trang bị một cây gậy bóng chày chuyên nghiệp. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ tìm kiếm cho siêu nhân vàng một chiếc xe. Xe này được không ta? Siêu nhân vàng chạy xe này không hợp, nhìn nó bự quá. Siêu nhân hồng chạy Vespa rồi, siêu nhân vàng nó phải chạy chiếc gì cũng phải gấu hơn chút đúng không? Mình sẽ cho siêu nhân vàng chạy xe gì đây? Mọi người bấm nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn, nó giúp ích mình rất là nhiều trong việc phát triển kênh cũng như mình bơ được nguyên chiếc xe luôn rồi, cũng như có thêm động lực để làm video ha. Ui cú đấm quỷ diệt. Ê con chó kìa, ấy con chó nó cắn mình kìa, mình bắt con chó mình đem về sở thú mới được không? Rồi bắt con chó này đem về sở thú, bắt cóc con chó. Không phải con chó này, chó dại rồi, cho tắm hồ bơi đi, cho con chó tắm hồ bơi. Còn cuốn 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 yêu chết gây cái nhà hồ bơi bị ấy rồi, xin lỗi cái cuốn, tôi sẽ cho mày tắm hồ bơi đây rồi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn. Đây. Ôi con chó biết bơi, nắm cái cổ lên. Ui shit, nó bị say nắng á, cho nó nằm nghỉ cho bóng mát tí à. Ôi rồi, nhà giao. Rồi, mình cho rồi phi xuống hồ bơi luôn nè. Vô ngay nhà giao rồi. Cho mày xuống hồ bơi nè. Ý, trời ơi. Mày muốn xuống hồ bơi nữa hả? Xuống thì tao cho xuống. Đó. Tắm dưới đi. Chưa chịu hả? Hai thằng nhóc ác này dám mà chống với siêu nhân hả? Kìa la này kìa. Nắm lại, hai này chắc chu côn chu đảng. Đó, dám chống với chị siêu nhân, chị sẽ cho tụi em xuống hồ bơi ha. Ôi. Thấy không, nó điếm nó tính nằm lên chiếc Rolls Royce kìa. Chắc hàng này tính vô cướp Rolls Royce đây, nhưng mà bị mình bắt. Mình thấy cả ba xuống xuống hồ bơi. Nó ác cả bị mình tóm cổ. Là giữ bạn. Đó. Chính thức bị tóm cổ bởi siêu nhân vàng. Nó bị tấm cổ rồi, nó xong đời rồi, hồ bơi cũng bị mình quất nữa. Ai da, cái gì đó trời, yêu quái hả mày? Được lắm, cho mày biết thế nào siêu nhân, dám chống với siêu nhân nè. Dù săn đánh gòn luôn, họ có hồ nước nè, xuống hồ tắm nha. Làm gì á? Ôi nó đẩy mình, xô đẩy kìa. Đó. Bài mất tiêu luôn các bạn ơi. Cây gậy bóng chày của mình rất là mạnh, nhưng mà nó dám chống với mình bước một cái nó bài mất tiêu luôn. Chống với siêu nhân là vậy đó. Đã siêu nhân muốn lương thiện mà. Cái xe gì đó? Ui. Cái này được nghe, cái này đẹp nè, Ferrari nè. Cho siêu nhân mượn ý. Ôi mình chạy em vòng mình kiếm xe nào mà hồng mà luôn, màu vàng chứ, xe màu vàng chắc dễ kiếm mà. Không, không đi taxi nha, màu vàng như mấy màu vàng taxi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm xe, đi xe nào đúng màu của siêu nhân đó thì mình sẽ lấy.
chứ mình không đi độ nữa. Màu vàng đâu, trời, chẳng lẽ nguyên cái thành phố không có ai chạy xe màu vàng, chỉ có mấy thằng taxi thôi, taxi với mấy thằng bán thức ăn nhanh. À, mình thấy mình chạy nhanh đó, mình cao tốc nè. Ôi trời, ôi có ai đu dây vậy? Ủa, bạn quảng cáo, biển quảng cáo. À, trời trời, nhảy xuống ngay xe đụng gãy giò luôn, đụng siêu nhân trốn mấy giây. Đi nhanh ghê luôn không? Tại nhanh gấp 3 lần xe á. Phi một lần vận tốc tệ cũng trên 540 á. Đua trời trời chạy. Xe đó nó chạy cũng cỡ 8-90. Mình chạy hơn luôn. Nhảy cái là thôi rồi. Ôi trời. Sao không có ai chạy xe màu vàng hết vậy? Ôi, pha đụng quá mạnh nhưng mà siêu nhân vẫn đứng vững được. Siêu nhân của lòng em, chị siêu nhân rất là mạnh luôn. Chị được cái là chị biết mạnh thôi, đúng không các em? Chị rất là mạnh nên chị không sợ xe đâu. Chị bay tới ngoại ô luôn rồi. Chị biết chị rất là mạnh, chị không bao giờ sợ ai hết. Đó. Trời ơi, bay với chim gì? Chưa có xe trùng màu của mình nữa, xe một kè một. Trời ơi, ghê chưa? Đụng cái đứng dậy như đúng rồi luôn. Cái gì vậy? Ê, có thằng mã màu vàng kìa. Mày tưởng mày là siêu nhân hả? Siêu nhân nè. Trời ơi, rồi luôn rồi, xong luôn rồi. Đụng ngay cái băng nhóm, tội phạm kinh điển rồi. Ây, thấy chưa, đụng ngay băng nhóm rồi. Tắp vách nè, thằng băng vàng quýnh thằng cầm đầu đó. Trời ơi, cầm đầu nè, bắn ghé bắn hoài mày không. Cầm đầu nè, cú đấm nè. Ừ, dở mặt hả, sợ chưa? Giá mình bị xe đè hết á, mình chưa dở cái cung của mình ra đó đó. Đấm một cái đầy máu mà còn chống hả? Rồi được, đây. Dính dắt chưa nè, này nè. Dẹp lép như con tép luôn. Nào nữa, đạp nè. Đó, đập gì đó, nó mới ngán. Nè, đấm nè. Trời ơi, nó kêu, dám kêu mình là ách ô hả? Hít xe cho mày văng chổng nè. Xe đè chưa? Nè. Tóc biến nè, dính. Cái băng nhớ lẻ tẻ này cũng mày đặt chơi với mình hả? Chị siêu nhân nha, dẹp cái cây hàng nóng của chị vào. Các em đã biết cái hàng nóng của chị chưa? Biết rồi, lượng hết. Ôi trời trời, tưởng chúng người đi bộ chứ, chạy à. Ui, chị này đi phượt chắc má nhảy 3-4 cái mát mắt quá. Đi xin bản đồ, hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nha các bạn, cũng như đừng quên like và share video này nếu bạn thấy thích, cũng như ủng hộ cái series 5 anh em siêu nhân này. Chúng ta đi tìm hết 5 anh em siêu nhân thì sau đó chúng ta sẽ chờ la kìa, mẻ la kìa. Chúng ta sẽ tập hợp 5 anh em siêu nhân lại và cho nó đi chung. Ui. Trời, tại sao lại dừng ngay đây? Trời ơi, đạp kìa. Ôi, chị gì vậy? Sao tụi này phá gây chiến với siêu nhân vàng với ta? Cắm đầu này đi, mình sẽ bỏ rơi ổng. Sẽ bỏ rơi cái ổng các bạn ơi.
cái đờ hợi gì mình bị bỏ rơi hả? Chứ không phải ổng phát đờ hợi. Sao? Why? Why? Rồi mình bỏ rơi lại. Đó. Sẽ bỏ rơi lại hàng ngày. Tại sao hồi nãy mình chỉ có mình bị bỏ rơi? Yeah. Ông nói ông nhảy cầu mình phải cứu ổng. Tại sao chú lại nhảy cầu chứ lại hành động dại dột vậy? Còn có người thấy rồi. La dữ bạn. Nè. Nhỏ nào la dữ vậy? Rồi mình sẽ tạo tình huống giả là nhỏ này nó nhảy cầu thì nó biết quá nhiều. Biết quá nhiều các bạn à. Không phải là mình không muốn làm việc tốt nhưng mà tại nó biết quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới cái thế giới siêu nhân này. Không. Đi một người nhảy cầu nữa. Mình sẽ cứu cô ta. Đó, đem lên bờ. Cô ta sẽ bị mất trí nhớ. Yeah. Ây da, lỡ đá trúng. Không cố ý. Chỉ là một pha đá trúng vô tình thôi. Trời, chạy trên không luôn kìa. Sao mã lai gì vậy? Let's go. Ủa, hai người nè. Hai người ngồi trong xe hả? Bê đi luôn. Bỏng sập tiệm luôn. Ôi, có người muốn gây hấn với mình. Ai vậy? Ôi ra. Ủa lộn. Chạy kìa. Mày đi xe mini hả? Tao quăng mày xuống đây luôn. Chứ mày đặt trống với chị. Nó thì nó muốn chơi mình. Đó, quăng xuống luôn nào. Đây. Ừ, mình bay thuốc rồi. Có gì đâu mà la dữ trời. Thử đập thử cái này coi. Quá mạnh. Dừng lại. Tôi đề nghị mọi người lùi xe lại phía sau. Lùi lại. Không lùi thì mình lùi giùm. Quay. Sao? Muốn gì? Mày nghĩ mình đi xe bự à? Tao sợ mày hả? Bố mày sợ mày quá. Bố mày sợ mày quá. Chị ơi, lật xe kìa. Tội chưa? Không sợ bố con nào hết nha. Nha. Phá banh chành luôn. Đó, siêu nhân là phải vậy. À đây. Nè, mấy thằng người xấu hả? Rồi, tao sẽ đi bỏ rơi mày. Sẽ bỏ rơi đó. Mình không làm gì ác hết, chỉ bỏ rơi thôi. Ủa, mình bỏ rơi rồi mà. Sẽ bỏ rơi đó. Xong nhảy lên cái cầu cũng được ta. Nhảy cái này khó quá. Một nhảy mạnh quá thì đi xa. Nhảy nhẹ quá thì nó không đi. Sẽ cho nó lên sở cảnh sát nó nhảy xuống nè. GFPD Emergency. Sở cảnh sát. Bỏ rơi ngay sở cảnh sát. Cũng may có bắt thì nói mày bị ghệ bỏ bị người yêu bỏ ghê bỏ rơi. Vào đây. Chán sống rồi dám chống xíu nha. Chập nó lực. Đạp cho một cái. Nói nhiều wow gì. Cái chuyện bình thường ở phường. Ê. Té đẹp. Tao sẽ bỏ rơi mày. Ở đây.
ngay giữa đường cao tốc. Trời ơi, mèn đét ơi, nó chèn lên người mình luôn mà nó còn đứng lại, nó hỏi gì đó, đấm cho một cái. Trời ơi, kiểu như nguyên thành phố đó, mấy thằng muốn chơi mình vậy. Nó hết mày cả chiếc xe mày luôn, mình đập cho bể xe bồn mày luôn nè, cho nổ nguyên cái cao tốc. Đó, sức mạnh của mình là không có giới hạn nha. Ủa, tấp vách chiếc xe kìa, đẹp thấy sợ luôn, dính chỏng luôn, chảy luôn rồi kìa. Bỏ nha dân chơi, thì dở thấy dân chơi, dân chơi gặp siêu nhân là cũng nát. Dẹp nha dân chơi. Ôi trời ơi, bị xe đụng kìa. Thằng này nó bị đè rồi. Có hùng vụ này, bắn bể đó ông ta. Đó, bắn bể đi. Đẩy lùi xe đẩy, phá banh cái đường cao tốc này luôn. Rồi tông kìa, xe đang chạy mình vẫn tông được. Lạc hết luôn. Cú quả hả? Cú quả nè, nhỏng ben, nhỏng ben. Ác nước. Xe tải nè. Xe tải nhỏng ben chưa? Nhỏng ben. Khỏi, khỏi để số lùi luôn. Nó phanh lại kìa. Ông già hả? Ông bị hốt rồi. Dám đụng hả? Đụng ai chạy ngang mình là mình hổn hết kìa. Không bằng xa lộ kìa, chuẩn bị đó đâu. Bóp kèn cái gì mà bóp kèn hả? Bóp kèn cái gì? Xe buýt phương trang hả? Chơi hết cầm tắt. Ok, xe bồn luôn. Nhỏ lớn chưa sợ xe nào nha. Đó. Cái gì? Quay mất tiêu luôn. Đây đây đây, có dân chơi nào muốn thử sức siêu nhân. Giỡn hay dân chơi? Giỡn hay dân chơi? Giỡn hay dân chơi? Này dân chơi bán gà vịt này muốn chơi mình đó, thấy không? Đụng người rõ ràng không? Rõ ràng chưa? Xuống đây, thằng nào muốn tiếp chiêu thì xuống đây. Bài bài nè, bài chim gì đó. Rồi phá nát xe luôn rồi. Jesus. Chúa ơi. Oh my god. Trực diện trời, nhỏng bánh đầu luôn. Cái sức mà tông của con siêu nhân đúng là mạnh luôn á. Ok ha, video này sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho channel của mình. Bảo xe. Xe nó bị mình quất cái nó dẹp lép chạy hết nổi rồi, bể bắn nó rồi, bắn thêm nữa. Thôi chạy nổi không? Mình cho xì xăng nữa. Lúc mình xăng nữa. Đó. Mình đi còn nhanh lên xe nữa. Leo lên xe đi. Biển đi quá. Dạ các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cũng như đừng quên like và share video này nếu các bạn thấy hết bắn bể hai bình xăng luôn. Đúng. Hình như bình bên đây hết xăng rồi, còn bình kia thôi.
trôi bể bắn ngay cái nắp. Tạm biệt nha, bye bye các bạn. Ok, chị siêu nhân vàng tạm biệt các em nha. Các em nhớ đăng ký, nhớ subscribe kênh để ủng hộ cho siêu nhân vàng nha.